Bao năm bên nhau không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng giàu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không có, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không nói anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Cổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là về bên anh mừng bắn qua cánh đồng xanh, đồng xa chấm chứa tình niệm trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em coi anh rồi, em không ơi anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết giường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm đó mình ơi. Mùa thu có
xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diều dàng quê hương, vào đầu xuân chữa chan truyền tình. Xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đời chờ, đường xa nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phù thế, còn trong đời bạn bè dăm tên, và ngoài ra đã xa biệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, nụ hoàn xa chắc không được mời, đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu non đưa bên vườn suối, nhờ mấy trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã lên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang, tình dâng ngút ngàn em lo gì thời gian. Mùa thu sẽ chết, mùa đông rồi quá mau, mùa xuân này ta sẽ có nhau, nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sẵn già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng diều dàng quê hương, vào đầu xuân chữa chan truyền tình đôi mình. Màu huy hoàng diều dàng quê hương, vào đầu xuân chữa chan truyền tình. Dịu dàng thấy bát ngát vòng tay,
bước về quê khắp nội thành, dù hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh dước về quê khắp nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Trăm ngàn bể dâu kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao mà dân cho em mà đi ra ngoài đi ra tới tôi cũng mượn mượn đi ra thỉnh thoảng vô không đỡ nhau nha cái nhà lá vườn. Ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng châu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình. Dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau.
trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng châu cao tươi kế xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ. Đại công dựng vợ gái oan gả chồng đó là cũng phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đại công đó là cũng được sự đồng ý của hai họ hai bên và hai quý thông gia đồng ý của hai cháu. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5, họ nhà trai chúng tôi để đem sinh lễ tới nhà họ nhà gái. Vậy là dòm có 4 năm, 6 năm phẩm phẩm vật dâng lên cúng ông bà quả cốt. Sau hai bên dùng lưỡi thảo mời quý tập họ nhà gái. Trẻ thơ mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lông bạc đầu. Mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng châu cao tươi kế xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Gồm có đô bông, và sợi dây, nhẫn, tổng cộng là 1,5 cây và 24 carat. Xin quý bà, quý ông, họ nhà gái nhận cho. À, dùng chung rượu nhậm cái lễ hồi nãy đi, để hồi nãy họ chưa có mời các bà ra bên đây đi. Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em đưa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc bé à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm
cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống, và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh. Mọi người dùng để hôm nay là chính thức của cháu nó thành hôn. Có lời lời thật cháu đẹp gì chút cho cháu. Gấu lại. Con mặn nổi. Đưa qua ông hút của cô dâu đi. Ông ngoại ông bạc ra không rồi. Ông hút của cô dâu. Ông Tư. Rồi mời bà ngoại luôn. Cái chết bà ngoại luôn. Vậy mời ông nội của chú rể đi. Tên tổ quốc cô dâu mời ông nội. Đây là ông nội chú rể. Rồi mời con hai con, mời con hai. Con hai của chú rể. Mời hai cùng ly luôn. Chú nghiệm. Mà chị xui bác xui của chú rể. Mẹ chồng kéo có nữa con mẹ chồng để đạo mẫu với mấy nhà. Diễn tình trăm năm.
cùng với chú Lễ Thanh Tú chúng ta ngày hôm nay. Ngay giờ phút này, những tràng pháo tay của tất cả quý vị sẽ nói lên tất cả. Chúng ta hãy cùng chúc mừng hạnh phúc bằng một tràng pháo tay thật lớn. Chương trình ra mắt của Lễ Vui Vui ngay sau đây sẽ được bắt đầu ạ. Lần đầu tiên thì cho Dĩ Anh cùng với phía âm thanh ánh sáng Sơn Phát và phía dịch vụ trang trí Hoàng Nam có lời cảm ơn cho Thành gửi tới tất cả quý vị. Xin được mời chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 năm Quý Mão. Và sau khoảng thời gian yêu thương tìm hiểu nhau, cô dâu Ngọc Thi cùng với chú rể Thanh Tú bằng niềm tin tình yêu của mình họ dành cho nhau, thời gian đi qua cũng là khoảng thời gian thử thách, chứng minh cho tình yêu kia đủ độ ngọt bùi. Anh còn son, em cũng còn son, giờ đây ta đã là con một nhà. Hôn nhân hạnh phúc của hai anh chị ngày hôm nay có được, đó chính là nhờ sự yêu thương, sự che chở vun đắp từ phía hai bên gia đình. Con người có tổ có tông, có cha có mẹ, có ông có bà, tôn thờ là trách nhiệm của ta, vun tròn đạo hiếu nghĩa tình làm con. Chính vì thế ngay giờ phút này, trước ý nghĩa vô cùng to lớn ấy, để cho buổi lễ chúng tôi được bắt đầu một cách thật sự ý nghĩa, chúng con xin được mời lên sân khấu sự hiện diện từ phía hai bên gia đình, hai bên cha mẹ, để cùng chúc phúc cho hạnh phúc của hai con trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin phép được trân trọng giới thiệu về phía đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên thì chúng con xin được mời hai người cha tuyệt vời đang đứng cạnh nhau bận rộn tiếp khách, con xin được mời nán lại ít phút để tiến lên sân khấu. Đó là ông Trần Ngọc Thành, ông Nguyễn Văn Hiệp. Bên cạnh đó là hai người mẹ yêu thương của cô dâu chú Lễ. Chúng con xin được kính mời bà Đoàn Hồng Thắm và bà Lê Thị Phượng. Và xin được mời quý vị khách quý ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là lớn để tôi chào đón đại diện hai bên gia đình tiến lên sân khấu ngày hôm nay ạ. Thân mến, trên cuộc đời này chỉ có cha và mẹ là những người sẵn sàng hy sinh cho chúng ta tất cả vô điều kiện, dành cho chúng ta những tình cảm yêu thương đặc biệt nhất. Quý vị thân mến, và Dĩ Anh vừa giúp cho cô dâu chú rể chúng tôi thực hiện tròn đạo hiếu làm người, có nghĩa là những bậc làm cha làm mẹ họ là những người được tôn kính nhất trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ họ mong muốn rằng được nhìn thấy hai con của mình nắm tay nhau tiến lên lễ đài hạnh phúc, và những tràng pháo tay của tất cả quý vị và các bạn trẻ chúng ta sẽ thắp cánh cho ước mơ của cô dâu Trần Thị Ngọc Thi sánh duyên cùng với chú rể Nguyễn Thanh Tú. Tay trong tay anh nhiều em bước, hạnh phúc này là của đôi ta, tổng vô quy nơi tình yêu xây đắp, mãi muôn đời hạnh phúc chung đời. Say sure it can be fine, khi khắp nơi có nhau trong đời.
vị thân mến, và bây giờ đang hiện diện có mặt trên sân khấu là một đại gia đình hạnh phúc. Và xin được mời hai bên gia đình chúng ta sẽ thực hiện nghi thức đầu tiên. Chúng ta sẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn và xin phép được chào ra mắt tất cả quý vị quan khách. Quý vị thân mến, những cây lửa hồng hôm nay đã được vượt sáng, thì cho phép Duy Anh được mạo phép thay lời cho phía gia đình họ nhà gái, phía anh Thành Sơn Phát và dịch vụ nhà khách Hoàng Nam. Chúng tôi nói lời cảm ơn tới quý tập họ nhà trai và tất cả quý vị đã cùng tới tham dự chương trình hôn lễ ngày hôm nay. Và nhất định trong việc chiêu đãi tiếp đón cũng không khó tránh khỏi sự sơ sót, thì hai bên gia đình chúng tôi rất mong quý vị quan khách chúng ta vì tình thương vấn thương có thể thông cảm mà vui lòng bỏ qua cho. Nếu như tất cả chúng ta đồng ý thì hãy dành thêm một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho Ngọc Thi cùng với Thanh Tú. Cảm ơn bà con tôi bán rất là nhiều. Quý vị thân mến, và nói tới đây thì chúng tôi không thể nào không nhắc tới hai chữ ơn nghĩa sinh thành. Biển đông thì có lúc đầy vơi, nhưng tấm lòng cha mẹ thì biển trời nào dâng. Mẹ cha gánh vác hy sinh, mẹ cha quên cả thân mình vì con. Chức đạo nghĩa vô cùng to lớn ấy, giây phút này cho phép chúng con được thực hiện nghi thức đầu tiên tri ân báo hiếu truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta thông qua những ly rượu dâu để sẽ dâng lên tấm bánh sinh thành. Thì cô dâu chú để chúng tôi sẽ dâng cho họ nhà gái. Chúc mừng trong bà hôm nay đã thấy được ngài cô dâu Ngọc Thi khôn lớn trưởng thành, và ông bà có được một chàng lễ hiền. Trong suốt bao nhiêu năm qua ông bà đã hy sinh vất vả, hôm nay đã thấy được ngày vui hạnh phúc này. Mến chúc ông bà những điều tốt đẹp nhất. Lễ rượu hạnh phúc của hai con ngày hôm nay, rượu nồng dân tính sông Thanh, xin vui nhóc cạn nghĩa ân con thờ, tuổi già cha mẹ ngóng chờ, ngày vui hạnh phúc bến bờ đợi mong. Ngày hôm nay nhất định ông bà có được một nàng dâu thảo, người con gái sẽ đi cùng với chú rể Thanh Tú cả cuộc đời, và mong rằng cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau này. Chúng con nhờ rất nhiều vào sự chỉ dạy của phía gia đình họ nhà trai. Bây giờ chúng con muốn gắn kết hạnh phúc của nàng dâu cùng với mẹ chồng bằng một nụ hôn ngọt ngào đầu tiên cô dâu chúng ta sẽ gửi tặng cho mẹ chồng của mình. Nếu như quý vị cũng đồng tình với điều dễ thương này thì hãy dành một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần cho cô dâu chúng tôi được không quý vị quan khách ạ? Dạ, một tràng pháo tay ạ. Dạ, xin mẹ hãy đón nhận con làm dâu hiền ạ. Vâng, một nụ hôn ngọt ngào cô dâu. Quá tuyệt vời ạ. Dạ. Ồ, quá tuyệt vời, một tràng pháo tay thật lớn luôn quý vị ạ. Dạ, và bên cạnh đó thì cô dâu chúng ta vẫn còn một người mẹ hiền suốt cả một đời, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, và mong muốn cô dâu được ngày vui hạnh phúc này thì ý nghĩa vô cùng to lớn ấy. Thì tình nghĩa này con nghĩ rằng giữa cha và mẹ thì con gái sẽ dành tặng cho người mẹ hiền của mình là cái điều chúng ta không thể nào mà không nhắc tới, thì cha cũng hãy chấp nhận tình cảm đó. Con xin được mời cô dâu hãy gửi tặng cho mẹ của mình, và một tràng pháo tay từ phía tất cả quý vị dành cho cô dâu một lần nữa. Rồi hôm nay thì hai bên gia đình đã có được dâu thảo lễ hiền. Con xin được mời sư gia chúng ta chuẩn bị tiến lên một bước là con điểm 1, 2, 3 cái mình cụm ly với nhau. Thật là cao được không ạ? Rồi ly bia nước ngọt chúng ta cũng nâng thật cao nha bà con. 1, 2, 3 vô quý vị ơi. Hôm nay kết nghĩa thông gia, chúc cho hai họ đậm đà tình thân, bền duyên hạnh phúc trăm năm, dâu hiền rể thảo được lòng mẹ cha. Bắt tay giùm ta lạc rồi. Xin được mời hai bên gia đình chúng ta sẽ bắt tay với nhau chào hỏi sức khỏe. Chúng tôi xin kết thúc phần 1 chương trình là nghi thức truyền thống của con người gia đình chúng ta nắm tay trở về bàn tiệc để chú đãi quý quan khách một cách chu đáo hơn ạ. Cảm ơn hai bên gia đình, hai ông xui hai bà xui rất là tuyệt vời. Tiếp tục thì mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy cùng tiến tới thắp ly uyên ương ngọt ngào hạnh phúc. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió.
quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Quý vị một lần nữa cùng nhau nâng ly thật là cao và vô tiếng thật to, chúng ta chào đón hạnh phúc của bạn trẻ chúng tôi. Dạ. Từ khoan. Cái gì còn phải vào thế nhịp nhàng đàng hoàng đó. Bằng môi như quý vị, nhạc vẫn còn đời môi thì làm khó không lại từ đầu. Chỉ vậy thôi như quý vị. Rồi, con mời bà con cô bác hai họ được không ạ? Rồi, 1, 2, 3, 4, quý vị ơi. Rồi, một tụi hôn đôi dài nhạc vẫn còn. Quý vị đã có em hôn chàng trước cô dâu ơi, cũng dành cho chồng mình nụ hôn là yêu thương chút xíu ạ. Dạ, 1, 2, 3. Rồi. Nói chưa chưa để chờ đợi lâu lắm rồi quý vị. Dạ. Thì hôm nay hai tên Lê Hồng đã được được sáng mới chúc cho anh chị được trăm năm hạnh phúc, lửa ấm tình nồng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiến sang chiếc bánh cưới ngày hôm nay để cùng chia sẻ hương vị ngọt ngào. Và chúng ta sẽ trở về bàn tiệc để chu đãi quý quan khách một cách chu đáo hơn. Sống sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng viên hương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là mau câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai anh nhé.
chiếc nhân sinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người vững chắc. Xuân không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng giá sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bọn bè cùng đàn con. Còn anh một nắng hai sương anh chống chèo, còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà con nữa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắp trọn đời ta có nhau.
là vui. Ta vẫn lễ cầu cao, đeo nhẫn cưới cùng nhau, ta kết duyên bền lâu là vui. Đôi ta cưới đầu xuân, không những có bìa thư thêm cái bao lì xì, nhưng mà vợ chồng mình vui hơn, chung tình một lòng da sắt son. Rồi đây sớm hôm chung một nhà, em thương cha mẹ già, bạn bè cùng đám con. Còn anh một nắng hai sương, anh chống chèo còn lưng anh chéo chồng. Em ơi thế nhân đành rành, nửa kia đàn bà còn nửa đây là đàn ông. Hai bên kết duyên vợ chồng, thế gian đầy tràn ngàn lời dèm pha. Vì đâu mình có tình ta, vì đâu mình cưới mình thề bên nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm tròn đời ta có nhau. Em ơi dấu đời bệ dâu, một lòng dung đắm tròn đời ta có nhau. Trước tiên thì xin giới thiệu là có lớn là ông nội, ông nội và bà ngoại, còn như là cô dì chú á đều bỏ chút thời gian dùng tường xá mưa gió nhưng cũng gác tới đây để giữ cùng gia đình. Cái đó gia đình xin thật cảm ơn thật là nhiều nha. Đây là ông nội, Tú sẽ dân rượu cho ông nội làm. Rồi, rồi ông ơi giữ tay nè, chú ghẻ ơi nhìn đây nè. Rồi ông ơi, cười tươi ông ơi, nhìn đây chú ghẻ ơi, một nhắn luôn, nhắn luôn, nhắn luôn. Dạ, cảm ơn. Vỗ tay, mừng dạ. Rồi. Ông nội vô nguyên kẹo luôn ha. Ông nội làm nguyên bóng. Rồi giới thiệu ở đây là bà ngoại. Rồi, đẹp trai là tết của đẹp trai đẹp trai giờ tới tết phần cho bác hai uống một ly rượu mừng đây. Rồi rồi gửi luôn nha, gửi luôn giờ. Giờ ngày vui của cháu bác hai không có gì hơn thôi, cũng như tiếp cho gia đình này. Giờ giờ ba làm chủ đi rồi uống bột sao đi, tại vì bác ba bệnh không biết uống nữa. Rồi chứ cũng có ba đi kia. Các bạn nhắc. Rồi có ba giữ tay luôn nè. Uống được uống không hết nha. Rồi chú ghé chú ghé. Vui vui là tốt nguyên ly cái cành. Chú nằm rồi. Chú nằm rồi. Chú sáu rồi. Vậy chú. Sáu rồi kia thôi cô bảy. Giờ giờ thôi con này đi. Để cô bảy sao đi. Giờ mấy gì chú út. Thấy rồi. Thấy không, thấy không? Chung uống, chung uống. Quên. Ông bưng qua đây hả? Ừ. Rồi. Bưng qua luôn. Hai nay khỏe mà một bóng nổi nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, giữ tay. Chú ơi, rồi giữ tay nha. Kể hai người đưa ra. Rồi, đưa lên cho nó uống liền đi. Cầm hoài không đưa, không buông gì hết. Chú Sáu đâu? Rồi chú ghé nhìn đây ạ, cô ơi, cười tươi nè. Có con. 2, 3, rồi hai chồng cũng ly luôn nè. Nè, 1, 2, 3, ok. Rồi, cản nó rồi. Dạ. Có vô không? Không vô là mình sẽ cho qua, có mau không ơi? Chụp hình luôn đi, coi. Không có
cứu chú Sáu xỉn rồi. Dạ. Sao cổ rồi? Chức giật mày. Con nói thiệt đó mà. Con thiệt tình mà. Rồi nhắm nhắm chơi. Đã muốn quen mà. Nghe chụp hình chụp hình kép thật kép. Này gì chính nha. Rồi gì chính. Giữ tay lại đi. Xét trong đó là có không đúng mà là mở tư ăn cho nhau rồi mở tư ơi con làm rồi chú tới 18 ngàn hôm nay cô em ngày hương của con 18 mặc con cái bao mì xì chốt con cái vợ con cho nó tốt đầu Rồi vỗ tay cho cái luôn.
bằng điều họ đứng sau. Yeah.
là mình nhỏ em
sương mờ mờ rằng kinh lối đi, cảm mình say nắng biết bao lần đây cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trầm thương trầm nhớ mong chờ tổn thương. Đám cưới bên đàng tưng bừng làm anh thấy xôn xao, cố gắng anh cày năm nay để năm sau cưới em, họ hàng cô bác ở xa về đây hợp coi mắt em rồi mâm trái cây trầu cao chúng ta cùng hợp nhìn. Anh gì ơi nói nhỏ mà nghe này, mẹ dặn rồi thương ai phải tỏ bày, lỡ thích anh em phải cúi cho đổ, em chẳng sợ tương lai mình có khổ, chỉ cần anh cùng em đi qua ngàn bão tố, con sống tình lên đền và nhấp nhô, về quê em yên bình không xô bộ, mệt mỏi lo toan anh vứt lại thành phố. Nhắc kìa.
hai chị cũng lấy rồi. Ngày nay nên vợ nên chồng thì hôn một cái
hỏi lòng, ước mong. Vâng, và ngay bây giờ xin mời chú rể Thanh Tú hãy hôn vào má cô dâu Ngọc Thi một nụ hôn thật nồng cháy. Xin mời tất cả quý vị hãy dành cho đôi một tràng pháo tay thật lớn này, chúc mừng. Có bầu có tàu, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội thì mới đâm chồi nảy lộc, nước có nguồn thì mới bể cạn sâu sâu. Quả thật con người ta khi sinh ra và lớn lên ai cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thì chúng ta mới có được một ngày vui, một ngày hạnh phúc như hôm nay. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết trăm đường gian nan. Biển mênh mông không ấm đầy bằng lòng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tự tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy che chở cho con. Vâng, và để có được một ngày vui, một ngày hạnh phúc như hôm nay thì đôi uyên ương của chúng ta không thể nào quên công lao dưỡng dục của nữ sinh thành. Ngay sau đây giờ xin được mạn phép giới thiệu đại diện chủ hôn của hai gia đình bước lên sân khấu cho đôi uyên ương dâng lên cha mẹ mình những ly rượu nồng để tỏ lòng hiếu kính. Vâng, và ngay sau đây giờ xin được mạn phép giới thiệu đại diện về phía chủ hôn họ nhà trai, xin kính mời ông bà Nguyễn Giang Hiệp, Lê Thị Phượng, ấp 1 xã Mỹ Tân, Cái Bè, Tiền Giang, là song thân của chú rể Thanh Tú, vinh dự là đại diện chủ hôn họ nhà trai. Xin mời đại diện chủ hôn họ nhà trai bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay lớn cho đại diện chủ hôn họ nhà trai. Họ nhà gái, xin mời ông bà Trần Ngọc Thành, Đàn Hồng Thắm, ấp Mỹ Đế 2, Mỹ Đức Tây, Cái Bè, Tiền Giang, là song thân của cô dâu Ngọc Thì, vinh dự là đại diện chú hôn họ nhà gái. Xin mời đại diện chú hôn họ nhà gái bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay lớn cho đại diện chú hôn họ nhà gái. Đó là họ nhà gái hân hoan mừng trễ thảo, nhà trai hớn hở đón dâu tiền, hai bên cha mẹ sân vầy, anh đi làm rễ, em về làm dâu. Vâng, và ngay sau đây xin cho phép đại gia đình chúng tôi gửi lời chúc hết lời chào ra mắt toàn thể quý vị và các quý và ban gia họ. Và lời chào này cũng thay lời đại gia đình chúng tôi gửi đến thay lời cảm ơn tất cả quý vị các quý và ban gia hai họ đã nhân chút thời gian quý báu của mình tụ họp về tư gia họ nhà trai chúng tôi để cùng tham dự buổi lễ tân hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương Thanh Tú và Ngọc Thi của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và trong quá trình tiếp đón cũng như tiếp đãi về phía gia đình cũng như những người thực hiện chương trình, âm thanh Minh Dương và dịch vụ Nam Hoài Linh phục vụ có điều kiện sản xuất, mong tất cả vì những tình cảm ưu ái dành cho đôi uyên ương, dành cho gia đình chúng tôi mà hãy thương tình bỏ qua cho. Vâng, và ngay sau đây lời chào chúc hết ra mắt và thay lời cảm ơn của đại gia đình chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị ạ. À, dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý và quan viên thế họ, trong ngày vui trong ngày hôm nay để đền đáp lại công lao dũng dục của đấng sinh thành, ngay sau đây xin mời đôi uyên ương hãy dâng lên cha mẹ mình những ly rượu nồng để tỏ lòng hiếu kính đền ơn sinh thành. Ngày nay nguyệt lão sẵn dần, cảm ơn cha mẹ tác thành cho con. Kính thưa cha mẹ, trong ngày vui trọng đại hôm nay, xin cha mẹ hãy nhận của hai con ly rượu mừng hiếu kính. Và xin cha mẹ từ nay hãy nhận cô dâu Ngọc Thi là dâu hiền, dâu thảo trong gia đình. Cô dâu Ngọc Thi sẽ cùng với chú rể Thanh Tú tay trong tay chèo lãi con thuyền tình yêu đi đến bến cầu hạnh phúc trăm năm. Vâng, và ngay sau đây xin mời đôi uyên ương hãy dâng rượu cho chủ hôn họ nhà gái. Tiền hơn cả biển ngoài xa, dù cho dân cả cuộc đời cũng không trả hết ơn người sinh ta. Xin cha mẹ hãy nhận của hai con ly rượu mừng hiếu kính. Và xin cha mẹ từ nay hãy nhận chú rể Thanh Tú là rể hiền, rể quý trong gia đình. Hai họ hãy nâng ly lên, hô thật to và chúc mừng hạnh phúc của đại gia đình chúng tôi. 3, 2, ly đâu ạ? 1, vô! Cũng có những tình cảm để thể hiện với ba mẹ hai bên.
Thì trước hết thì xin mời cô dâu ạ. Cô dâu sẽ tiến đến ôm mẹ ruột của mình, hôn một cái để cảm ơn mẹ của mình đã sinh thành dưỡng dục và cho chúng ta có một ngày vui như hôm nay. Và sau đó là cũng ôm mẹ chồng, hôn một cái và xin mẹ chồng từ nay hãy nhận cô dâu như là con gái trong gia đình. Chân chào phó này cho những phút thiêng liêng này được không quý vị ạ? Từ nay xin mẹ hãy thương con và nhận con như là con gái trong gia đình. Xin mẹ hãy dạy cho con những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Và trong quá trình làm dâu, con có điều gì sơ xuất, mong mẹ hãy thương con và chỉ dạy tận tình cho con. Và xem con như con gái trong gia đình nè. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều. Vâng, và đó là tình cảm của cô dâu dành cho con gái để cảm ơn con sinh thành dưỡng dục của ba. Ba ơi, hãy đón nhận cái ôm và nụ hôn của con trai trong ngày vui hôm nay ạ. Để cảm ơn ba đã sinh thành dưỡng dục và cho con được một ngày vui, một ngày hạnh phúc như hôm nay. Con xin hứa với ba mẹ là tụi con sẽ sống thật vui, thật hạnh phúc để cho ba mẹ luôn được an lòng ạ. Ba vợ của mình và cũng ôm và hôn, cảm ơn ba đã cho mình một cô vợ quá tuyệt vời như ngày hôm nay. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý cho chào bắt tay đi quý vị ơi. Rồi. Hôm nay ngày vui của gia đình chúng tôi. Mẹ và mời cô dâu và chú rể ở lại để chúng ta thực hiện phần nghi thức trong ngày lễ trọng đại hôm nay. Đó là nghi thức đầu tiên là cùng khuôn ruột samba. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khẽ ngại ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình tổn thương, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Sợ mất nhau, xin hãy chúng tôi tất cả quý vị khách quý và anh chị hai họ cùng nâng lên chúc mừng đôi ông chúng tôi ạ. 3, 2, 1 chúc mừng. Sức khỏe dồi dào và sớm sinh quý tử. Rồi, nhìn máy anh cái này, dạ vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, chiếc bánh cưới tượng trưng cho sự ngọt ngào, đồng thời cũng thể hiện sự gắn kết và sự chia sẻ trong đời sống vợ chồng sau này. Vâng, và ngay bây giờ xin đôi quý hương hãy cắt một miếng bánh cưới và cùng đút nhau ăn để thể hiện để cho đôi lứa chúng mình nên đôi. Miếng trầu thấm đọt đôi môi để cho đôi lứa thành đôi vợ chồng. Cảm chân thành của đôi người qua một nụ hôn thật ngọt ngào, thật tâm ý, quý vị có đồng ý không ạ? Đồng ý. Dạ. Và
trọng đại hôm nay, chú rể hôn vào phần nào của cô dâu thì phần đó sẽ ứng với số con sau này trong tương lai của đôi bạn. Vâng, và ông bà ta có nói nếu mà trong ngày vui này mà chú rể hôn vào trán cô dâu thì sau này cô dâu và chú rể sẽ có một đứa con trai và năm đứa con gái. Vâng, và nếu mà chú rể hôn vào tay của cô dâu thì sau này chú rể và cô dâu sẽ có một đứa con gái và năm đứa con trai. Dạ. Và nếu mà trong ngày vui này mà chú rể hôn vào đôi môi ngọt ngào của cô dâu thì sẽ có một thằng con trai và một cô con gái. Như vậy là tất cả quý vị khách quý và quan nghi ai nọ cùng với đôi ngư hãy chọn vị trí hôn ứng với số con nào ạ? Môi. Dạ, ở dưới quý vị nói là hôn môi. Như vậy là sau này đôi ngư sẽ có một trai một gái. Rồi cô dâu và chú rể, chị Hồng mời quay mặt đứng đối diện lại với nhau. Hai tay cô dâu đẩy lên phần cứng nhất của chú rể, đó là bờ vai. Hai tay của chú rể đẩy vào phần mềm nhất của cô dâu, đó là eo. Vâng, và bốn mắt nhìn nhau bây giờ. Chị Giàu nói là 1, 2, 3 môi mới chạm môi. Và hôn sẽ theo nhịp điểm từ 1 đến 10. Quý vị sẽ vỗ tay theo, vỗ tay càng lớn càng dai, nụ hôn của đôi bạn sẽ càng dài ạ. 3, môi chạm môi ạ. Hôm em chút chút để dành cho đầu chưa có biết nha. Hôm em chút chút để phòng em thôi. Thấy là chút chút lên môi. Thấy là chút chút hàng đôi vợ chồng cho kéo hóa tay đi quý vị ạ. 1, 2, 3, tiếp theo là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rưỡi, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 9, dạ 9, 9 rưỡi, cho anh chào bóng tay nó đi quý vị ơi. 9, 9, 6, 9, 9, 7, 9, 9, 8, 3, 4, cho anh chào bóng tay nó đi quý vị ơi. Vâng, và nụ hôn vào phòng ngọc của đôi người cũng đã khép lại chương trình nghi lễ cho ngày lễ trọng đại hôm nay. Đôi người ơi, xin đại diện cho những người thực hiện chương trình Hát Lan Phân Dương và nhiệm vụ Noel Hoài Linh. Xin lỗi lần trước đến cơ bản trẻ. Cho năm tình yêu bạn bắt đầu. Trầu cao nhà anh ghé qua, hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta thăng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là sức gần nhau. Thông gia cho ta gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy bối phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mỗi lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mần ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy
không nhọc nhằn. Vợ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một cúp lều tranh có rất nhiều gì. Em ơi, vợ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng đang. Vì một nhà vui lắm em ơi, một cúp lều tranh có rất nhiều gì. Mây xanh hôm nay xuống trời, anh hôm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắm đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao qua nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to cho tôi có ra muốn. Thân thì nghe xe màu nồng, yêu thương lắm mênh mông, đi thì còn chẳng chờ chi nữa. Ngày mình bên nhau với I'm